Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Tiếp tục tập truyện trước. Đột phá chân nguyên cảnh. Diệp thần nghe được Trần Thiên Lê nói, chân mày vặn thành một cái chữ xuyên. Điều này sao có thể? Hắn thậm chí cảm thấy Trần Thiên Lê điên rồi. Hắn mới bước vào ly hợp cảnh không bao lâu, chín cảnh giới nhỏ hắn chỉ bất quá vượt qua mấy cái mà thôi. Trên lệch khoảng cách chân nguyên cảnh còn có rất nhiều. Tu luyện càng đến phía sau, nếu muốn vượt qua một cái cảnh giới nhỏ khó khăn vu thượng thanh thiên, càng không cần phải nói cảnh giới lớn. Rất nhiều cường giả côn lôn hư kia cả đời vậy không nhất định có thể đi vào chân nguyên cảnh, mà bây giờ Trần Thiên Lê lại muốn hắn phá vỡ chân nguyên cảnh mới có thể đi ra ngoài. Chuyên tâm đột phá, chấn hồn phá dương thạch cũng không như người nghĩ đơn giản như vậy. Cái này ở côn lôn hư coi là đại cơ duyên, vốn là ta muốn dùng năng lượng bên trong tới dễ chịu luân hồi mộ địa bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ngươi muốn làm chính là tâm vô bảng vụ. Nói xong, Trần Thiên Lê liền ngậm miệng không nói. Thậm chí tựa như tiêu tán ở giữa trời đất. Được. Diệp thần đã cảm giác được ý đột phá cường thịnh trong cơ thể mình đến mức tận cùng. Nghĩ tới đây, không trần chờ nữa, một tiếng hử nhẹ cổ tay Diệp thần lộn một cái, một bụi mật rắn xuất hiện ở chính giữa lòng bàn tay Diệp thần. Cái này đúng là vận dụng tài nguyên cần nhất. Một quả mật rắn, sẽ đem thành nền tảng Diệp Thần bước vào chân nguyên cảnh. Há mùng bây giờ, đem một khối mật rắn ném vào trong miệng, nuốt xuống trong bụng. Quản hắn phá không phá mở, thử một chút mới biết. Ùng ùng. Chân khí trong cơ thể như đàn ngựa phóng chạy, gầm thét không ngừng. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, bên trong bụng, mật rắn tản mát năng lượng ra, càng làm cho quanh thân Diệp Thần nóng bỏng. Gân mạch bên trong, chân khí dung hợp năng lượng mật rắn, ngay tức thì hóa là thiên quân vạn mã, khi thế bừng bừng. Không thể không nói, bên trong mật rắn, hàm chứa năng lượng thực khủng bố. Diệp thần chẳng qua là nuốt chưa đủ một phần ba, nhưng là, năng lượng đó nhưng là cơ hồ đem thân thể hàn xé. Mỗi một khối máu thịt, mỗi một cái xương cốt, đều tựa như thừa nhận lửa cháy bừng bừng, để cho sắc mặt diệp thần lộ vẻ được giữ tợn. Dưới năng lượng bàng bạc đánh vào, mang tới thống khổ khó có thể tưởng tượng được nếu không phải diệp thần này thời gian không ngừng chịu đựng hơn nữa năng lượng chấn hồn phá dương thạch bá đạo rèn luyện thân thể chỉ sợ mật rắn uống xuống dưới một cổ năng lượng này đánh vào vượt qua cực hạn thân thể hắn đã bắt đầu tan vỡ hắn còn có thể kiên trì bất quá diệp thần cũng không có tiếp tục mạo hiểm dưới thân thể chấn hồn phá dương thạch truyền tới từng trận khí tức lạnh như băng để cho đầu óc diệp thần lộ vẻ được thanh tỉnh vô cùng chính là bây giờ rốt cuộc làm cửu thiên huyền dương quyết cái thứ chín chu thiên vận chuyển hoàn tất trong lòng diệp thần giật mình thần sắc nghiêm túc nhưng vào lúc này mở nghĩ tới đây theo một tiếng hừ nhẹ khí thế quanh thân diệp thần bùng nổ oanh đợt khí cường đại lan lộn toàn bộ gió lớn bên trong quảng trường gào thét quần áo diệp thần ở chính giữa gió lớn múa BOCH BOCH vang dội mà diệp thần giờ phút này hóa là trung tâm gió bão Năng lượng bằng bạc tràn vào trong đan điền, nhất thời truyền tới tiếng sóng lớn vỗ vào bờ. Dưới toàn bộ năng lượng cường ở đan điền đại đánh vào, tựa hồ thì phải nổ tung. Cắn chặt hàm răng, Diệp Thần không dám chậm trễ chút nào. Lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như khinh thường, khoảnh khắc bây giờ, có thể mất mạng xuống suối vàng. Tối thiểu, cuộc đời này hắn còn muốn ở con đường võ đạo lấy được đã thành tựu lớn, là không thể nào. Cái này làm cho Diệp Thần sao dám khinh thường. Cho nên, cho dù đau tê tâm liệt phế truyền tới, Diệp Thần liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Không thể không nói, vào giờ phút này, chấn hồn phá dương thạch dưới người Diệp Thần đưa đến tác dụng to lớn. Từng tia khí lạnh tràn vào trong cơ thể Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần không tê liệt thần kinh, trợ giúp hắn giữ một lòng bình tĩnh. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu nhất thân thể, luân hồi mộ địa tản mát ra một dòng nước ấm, trợ giúp Diệp Thần không ngừng bảo vệ tâm trí để tránh chuyện ngoại ý muốn. Tiến hành song song, tình huống Diệp Thần rốt cuộc dần dần ổn định lại. Một tầng chứng ngại hoàn toàn phá vỡ. Một cái cảnh giới nhỏ, dễ như trở bàn tay phá vỡ. Cái cảnh giới nhỏ thứ hai, vẫn phá vỡ. Rất nhanh, Diệp Thần liền vượt qua đến ly hợp cảnh tầng thứ tám. Thậm chí lập tức phải phá vỡ tầng thứ chín. Sóng lớn cuồn cuộn, cuốn sạch thiên địa. Một hồi nổ ẩm, giống như sấm tựa như sóng thần bùng nổ năng lượng kinh khủng kia xông vào bên bờ thân thể diệp thần để cho thế giới trong cơ thể diệp thần hỗn loạn khí huyết quay cuồng diệp thần suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi trong đầu hắn thoáng qua vô số đạo hình ảnh nghĩ đến thảm án diệt môn vân hồ sơn trang nghĩ đến năm năm côn lôn hư châm chọc càng nghĩ tới mình bị mấy trăm tông môn đồng loạt cự tuyệt bởi vì hắn là phàm can. hắn thậm chí vô số lần hủy bỏ mình nếu như không phải là lão đầu khuyên mình người hắn sinh tất nhiên là u tối còn nữa phụ thân hắn vẫn còn ở côn lôn hư thời điểm rời kinh thành hắn đã đáp ứng mẫu thân nhất định phải mang phụ thân trở về huyết minh ở trong côn lôn hư rất cường đại hắn ly hợp cảnh muốn cứu phụ thân ra thật rất khó chỉ có cường hóa mình mở càng nhiều đại năng hơn mới có chuyển cơ hai trong mắt diệp thần đỏ thẫm lửa giận vô tận đang cháy ly hợp cảnh tầng thứ 9. Một tiếng gầm thét, trực tiếp phá vỡ. Nhưng là khóe miệng Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi. Trần Thiên Lê trên bầu trời nhìn dáng vẻ Diệp Thần, con ngươi híp lại, đồ nhi, mộ chủ luân hồi mộ địa, chính là chuyện người khác muốn làm không làm được. Người bình thường có thể phải mấy chục năm mới có thể từ ly hợp cảnh bước vào chân nguyên cảnh, nhưng là ngươi, chỉ có thể một ngày. Thời gian ngươi tu luyện quá ngắn, chính là 5 năm, nhưng là không muộn. Lấy thiên phú và cơ duyên ngươi, vậy là đủ rồi. Chỉ có thực lực cường đại, ngươi mới có thể cứu trăm người chúng ta. Nhìn như chúng ta giúp ngươi, nhưng là ngươi không biết, chúng ta tự cứu à. Ngươi là người duy nhất có thể chống lại cái sức lượng đó tồn tại. Cùng lúc đó, Kinh Thành, Giang Gia. Tức giận có chút ngưng trọng. Giang lão ra tử đứng, trên mặt nhưng treo vẻ kích động. Đứng bên người hắn Giang Kiếm Phong cùng với Giang Vấn Thiên từ Côn Lôn Hư trở về mà hắn cách đó không xa ngồi mấy vị ông già. Hơi thở mờ ảo, dáng người chắc nhiên. Chỉ cần một ánh mắt, sẽ để cho tất cả cường giả giang ra một câu lời cũng không dám nói. Mấy vị này ông già chính là trưởng lão tới từ tông môn Côn Lôn Hư. Lần này tới Hoa Hạ lựa chọn một nhóm người thiên phú tiến vào Côn Lôn Hư. Vị trưởng lão ở chính giữa nhìn lướt qua giang lão gia tử, lạnh lùng nói, ta nghe được vấn thiên nói, giang gia còn có một nhóm người thiên phú dị bẩm không ngại mang ra ngoài để cho chúng ta trưởng nhãn, nếu quả thật có bữa mới, bổn tông nguyện ý là bọn họ cung cấp hệ điều hành. Vân Thiên bị chúng ta mang đi lâu như vậy, cảnh giới bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, đủ để cho giang ra ngươi dòng ngó ngôi báu đứng đầu hoa hạ. Tông môn chúng ta ở Côn Lôn Hư mặc dù không tính là tông môn cao cấp, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy tiện dung chuyển. Không nói nhiều thừa thải, đem người mang ra ngoài đi. Nói chuyện là trưởng lão tên Nhâm Khải Vân, là một vị trưởng lão là kiếm tông, đặc biệt phụ trách tông môn tìm đệ tử thiên tài mới. Cái thế giới này có rất nhiều thiên tài bị mai một, đã từng có một vị thiếu niên thiên phú của thành phố Bắc Kinh bước vào côn lôn hư, bây giờ đã là một tông chủ tông môn. Thiên phú nghịch thiên, thực lực kiên quyết. Mà mục đích nhâm khải vân chính là là tông môn tìm loại tồn tại này. Giang lão gia tử vừa nghe, nhìn Giang Vân Thiên một cái, sau đó đối với nhâm khải vân nói, phải phải phải, nhâm trưởng lão, ta đem người mang đến. Không lâu sau, trước mặt Nhâm Khải Vân liền xuất hiện mười mấy người. Những người này đều là tiểu bối thiên phú giang gia. Thậm chí dùng máy móc kiểm tra qua, thiên phú coi như không tệ. Trong đó mấy vị thậm chí có linh căn, mặc dù không bằng linh căn giang bội dung năm đó, nhưng là vậy coi là hiếm hoi. Nhâm Khải Vân và mấy vị trưởng lão còn lại nhìn lướt qua vậy mười mấy người, nguyên bản giãn ra cho mày, chợt lạnh lùng nói, đây chính là thiên tài giang gia người. Hừ, một đám hết xí quách, lại còn mưu toan gia nhập tông môn chúng ta một cái cũng không đủ cách thái độ bọn họ cực kỳ cương quyết ở trên thu học trò không thể có nửa điểm lơ là mấu chốt đám người trước mặt kia để cho bọn họ rất thất vọng giang lão gia tử nghe được câu này diễn cảm cứng lại sắc mặt rất khó xem ai có thể nghĩ tới nhiều người như vậy một cái cũng không có vào pháp nhãn mấy vị đại nhân này chẳng lẽ giang gia chỉ có thể đi ra một vị giang vấn thiên ngay tại lúc này giang lão ra gia tử đột nhiên nghĩ đến một cái thanh niên lãnh ngạo diệp thần diệp thần là hắn mấy năm sống nhìn thấy yêu nghiệt tồn tại nhất cái này có thể vào pháp nhãn mấy vị đại nhân này hay không đáng tiếc diệp thần không phải người giang gia nhưng khải vân lại hướng giang vấn thiên nói vấn thiên ta là xem mặt mũi ngươi tới đây như là những thứ thiên phú và linh căn trên người này quá mức rác dưới không thể tiến vào tông môn tốt lắm chúng ta đi thôi đi một chuyến tỉnh chiết giang nghe nói tỉnh Chiết Giang gần đây bùng nổ qua dị tượng, chắc có thiên tài ra đời. Nhưng Khải Vân và mấy vị trưởng lão còn lại mới vừa dự định rời đi, Giang Vấn Thiên vội vàng chắp tay nói, chư vị trưởng lão, thực không dám giấu dến, Giang ra còn có một người thiên phú nghịch thiên. Ta cũng kém hơn, hơn nữa nàng muốn tiến vào côn lôn hư, xin đại nhân chờ một chút. A, à, Nhâm Khải Vân có nhiều thú vị nhìn Giang Vấn Thiên một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, đã như vậy, đem người dẫn tới đi. Được, Giang Vấn Thiên hướng bên ngoài đi, không lâu sau, liền dẫn một người phụ nữ đi vào phòng khách Giang gia. Người phụ nữ này xuất hiện, tất cả mọi người Giang gia đều giật mình. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là Giang Bội Dung. Cái đó đã từng là linh căn thiên tài náo động hoa hạ. Vấn Thiên, ngươi đây là... Diễn cảm Giang Lão Gia Tử có chút kinh ngạc. Ba, đây là lựa chọn của Bội Dung. Con ngươi Giang Vấn Thiên híp lại nói. Giang Bội Dung một bước bước ra, hướng về phía nhâm khải vân cùng với mấy vị trưởng lão còn lại chắp tay nói giang bội dung gặp qua chư vị trưởng lão nhưng là trả lời nàng nhưng là yên tĩnh họ ở bên ngoài thu học trò đều là căn cốt 20 tuổi trở xuống nếu như thiên phú không tệ 30 tuổi cũng có thể cân nhắc nhưng là người phụ nữ trước mặt này hiển nhiên hơn 40. Người một khi bỏ lỡ thời gian tu luyện cao nhất, muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó. Bất quá Nhâm Khải Vân cũng là phát hiện hơi thở linh căn trên người Giang Bội Dung mặc dù không tính là đậm đà, nhưng là ở hoa hạ đã coi như là linh căn cao cấp. Loại người này, nếu như từ bé bắt đầu tu luyện, lại phối hợp thiên tài địa bảo, tuyệt đối là cường giả xưng bá một phe. Giang Vấn Thiên nhìn thấu mấy vị trưởng lão do dự, vội vàng nói, trưởng lão, thiên phú muội muội ta ban đầu bị cường giả côn lôn hư phát hiện, muốn mang nàng tiến vào côn lôn hư, nhưng là bị muội muội ta cự tuyệt, lúc này mới bỏ lỡ thời gian tu luyện cao nhất, nhưng là thiên phú như vậy hơn nữa muội muội ta chuyên cần có thể bổ khuyết nhất định có thể là tông môn làm ra một ít cống hiến xin trưởng lão tác thành mấy giây sau đó nhâm khải vân uống một hớp trà mở miệng nói vấn thiên không phải ta không muốn nhận lấy cô gái này nhưng là tuổi tác cô gái này ngươi cũng biết bất kỳ đệ tử mới tông môn nào cơ hồ đều không vượt qua 30 tuổi cô gái này đã ngoài 40, cho dù thiên phú thật tốt có ít thứ chậm chính là chậm nàng cả đời này chân nguyên cảnh và thần du cảnh phỏng đoán chính là nàng tu luyện trần nhà muốn đi vào tông môn làm đệ tử ngoại môn, không cân nhắc. Câu nói sau cùng dứt lời xuống, toàn bộ giang gia cũng như hóa đá. Không cân nhắc. Đây cũng là thái độ đám người này. Chỉ một bởi vì tuổi tác liền bác bỏ một vị đã từng thiên phú cực mạnh. Ai có thể nghĩ tới? Con ngươi giang bội dung lộ ra kiên định, nàng hối hận mình buông tha tu luyện, bỏ lỡ cơ hội lúc tu luyện cao nhất cả đời nàng này. Cho dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng là lúc đã chậm có thể nếu như nàng không vào được côn lôn hư, vậy Diệp Thiên Chính nên làm cái gì? Có Diệp Thần, nhưng nàng là mẫu thân thật không muốn con mình bị thương và mạo hiểm. Nàng ngay cả là phụ nữ, cũng muốn che gió che mưa cho con và trưởng phu mình. Trưởng lão, ta thật muốn đi vào côn lôn hư. Xin trưởng lão suy nghĩ thêm một chút, ta sẽ dùng hành động chứng minh. Chồng ta bị người huyết minh mang đi, nếu như không tiến vào côn lôn hư, cả đời ta đều khó an. Giang Bội Dung lại là dự định nửa quỳ khổ khổ muốn nhờ, lại bị Giang Vấn Thiên ngăn cản. Giang Vấn Thiên đối với Nhâm Khải Vân nói, Nhâm trưởng lão, ta không phải có tông môn cống hiến phân sao. Chỉ cần có thể để cho Bội Dung tiến vào tông môn, ta nguyện ý đem tất cả cống hiến phân lấy ra, xin tác thành. Ánh mắt Nhâm Khải Vân sáng quắc nhìn chầm chầm Giang Bội Dung, đột nhiên nói, ngươi nói chồng của ngươi bị huyết minh mang đi. Ngươi tiến vào côn lôn hư là vì báo thù. Giang Bội Dung cho là có cơ hội, gật đầu liên tục, đúng vậy. Nhâm trưởng lão, chỉ cần có thể đi vào tông môn, ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Đột nhiên, Nhâm Khải Vân cười, lại là đứng lên đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người bối rối, căn bản không biết Nhâm Khải Vân là ý gì. Nhâm trưởng lão. Ngay tại thời điểm Giang Bội Dung chuẩn bị hỏi cái gì, bước chân Nhâm Khải Vân dừng lại, một phất ống tay áo, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể tiến vào bổn tông. Ngươi không có tư cách. Còn nữa, ngươi và huyết minh có ân oán, nói không chừng sẽ làm ra một ít chuyện bất lợi bổn tông không phải công cụ để ngươi báo thù huống chi huyết minh còn như trượng phu ngươi nếu bị huyết minh mang đi phỏng đoán cũng chết xong hết rồi ngươi vậy không nên tiến vào côn lôn hư nếu không chỉ biết mất mạng ngươi mà thôi mấy chục năm trước ngươi là hạng người thiên tài nhưng là mấy chục năm sau ngươi ở trong mắt ta và một con kiến hôi cũng hoặc là phế vật không khác biệt gì bỏ lỡ cơ hội ngươi còn muốn ta xa cầu cho ngươi hạng người phụ nữ giống như ngươi thật rất ti tiện lời nói lộ ra ý vô tình lạnh lùng và khinh thường quá mức rõ ràng tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết một thân phận khác của nhâm khải vân hắn cũng là người huyết minh chỉ bất quá mấy chục năm trước liền nằm vùng ở ngoài tông môn chỉ vì lấy được cái vũ kỹ và bí mật cao nhất của tông môn khác cái thế lực huyết minh này giống như một cái trùng hút máu vô tình hấp thu hết thảy côn lôn hư xa so người khác hiểu còn còn đáng sợ hơn. Giang bội dung nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bởi vì dùng sức dỉ ra một ít máu loãng. Coi như nhâm trưởng lão thân phận tôn quý, cũng không có tư cách làm nhục ta. Không gia nhập tông môn cũng được. Nhưng là có đôi lời ta không thể không nói, chồng ta không có chết. Huyết minh cũng không có tư cách động chồng ta, nếu hắn dám động, tất nhiên tự diệt vong. Giang bội dung ta mặc dù bỏ lỡ thời gian tu luyện cao nhất, nhưng là ta còn có con trai ta hắn là kiêu ngạo của ta là mẫu thân ta tin chắc hắn sẽ bước lên côn lôn hư tiêu diệt hạng người xấu huyết mình thanh âm giang bội dung vang khắp đến đây là hết tập 265. cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha nếu thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha